Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đô Hàng Nhật các bác nhá. Đấy. Video của em ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục trong thời gian chờ âm ly với loa nó về thì em sẽ tiếp tục lên cho các bác những mã đài cassette các bác nhá. Đài cassette. Đấy. Đài cassette đợt này thì giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Đấy. Các bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh nhé. Đấy, mọi thông tin chi tiết có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298. Tất cả mặt hàng bên em thì các bác chuyển khoản hết em bao ship nhé. Bác nào mà cọc qua chịu phí ship. Đây. Một em đầu tiên lên cho các bác này. Em này em Hitachi giải tần 108 các nhá. Nhưng mà con này thì mất mất cái kính giải tần nhá các nhá. Kính giải tần của nó ở đây này. Đấy, về các bác cắt nhá. Đấy. Hitachi con này model của nó là TRK 5610 5610 giải tần 108 thôi nhá. Radio thì hoặc còn hoạt động này, cassette thì về các phải dọn rồi. Đấy. Hitachi con này thì mất cửa mất kính giải tần thôi, còn lại là giải tần 108 rồi. Radio giải 108 nhá, đủ nút đủ anten này con này. Đấy, đây bắt đầu lấy này, hành lý cho các bác về đi cắt kính nhá. Đấy. Mã này là mã số 451 để cho các bác giá là 600k nhá. Đây lên cho các bác của em đài dài này. Đài dài của Sony có nhá, Sony con này có cả đường line đây đấy, cổng AV nó này đấy. Sony CBS-W302 giải tần 108 các nhá. Con này tiếng hơi bé rồi, tiếng bé coi nhá, có radio có hoạt động có vào điện đây, có bắt vẫn còn đang bắt này, con nghe tiếng bé không đấy, nhưng tiếng nó bé coi nhá, tiếng nó bé. Cassette thì về các bác phải dọn rồi, thôi con này thanh lý cho các bác nhá. Con này đủ nút đủ anten này, đấy. Đủ nút đủ anten, có cả line đấy, về các bác xem mà nút niếc của nó xem là nó có bẩn biếc đâu, sao tiếng nó hơi bé nhá. Mã này là mã số 452 để cho các bác giá 600.000, 600k. Đây bác nào thích đài đĩa này, đài đĩa này thì em cũng chỉ thử được radio cho các bác thôi, xem nào. Đây dùng chân số 8. Đây. Đây con này không nhầm mình nhưng cũng có line sao, đây để em test thử xem cái radio của nó ở đâu nữa. Đây em nhưng con này thì ấy rồi. Đây thì nó bị kẹt phím rồi các bạn, kẹt phím rồi. Thôi thanh lý luôn cho các bác nhá. Đấy, chả có gì cả, thanh lý luôn này. Bác nào về tự mày mò nhá. Mã này là mã số 453. Thanh lý cho các bác cái em Sony này, rất là mới luôn, nhưng cái phím này của nó bị đẩy lên này. Khả năng là cái này vận chuyển về nó bị bành lên đấy. Đây thanh lý luôn 453, thanh lý cho các bác với giá là
330.000. Đấy, 330.000. Đây, lên tiếp cho các bác một em na này. Na tuna, con này cửa bằng của nó hơi ấy một chút chân bên này các nhá. Đấy, na tuna. Con này giải tần 108 này, một cửa băng. Hai loa, đủ nút, đủ anten này. Con này model RX 4940 các nhá, 4940. Giải tần 108. Con này radio thì hoạt động quang nhá. Đây cửa băng cassette em thấy nó có quay đây. Để thử qua thôi. Nó không có chạy đây nhỉ. Có chạy nhưng mà nó trùng dây các bác về qua thay cho cô Joa đi nhá. Nó có quay motor là ok rồi này. Đấy, Natina RX 4940. Đấy. Giá để cho các bác cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, giải tần 108 luôn. Mã này là mã số 454 này, 454. Để cho các bác giá 800k nhá. Đây. Lên cho các bác một em na nữa này. Em na Tuna RX 5060 các bác nhá, 5060. Con này thì tình trạng của nó là thiếu mất cái logo na ở đây này. Đấy, và hai cái ốp đây các nhá. Ốp cái ốp chrome của nó là hai viên này. Đấy. Nếu mà các bác để như này các bác nghe hay là để trưng bày vẫn không sao. Vẫn ok các bác nhá. Còn nút niếc anten của nó thì đủ nha các bác nhá. Đấy. Natuna RX 5060, con này có cả line in này. Giải tần 90 các bác nhá. Gặp nhiều khó khăn, đang nữa đã đi điều trị nhiều đâu, kéo dài không dứt. Con người mà nhân đạo tức thời và tất cả các bên phải có nghĩa vụ tuân thủ, phóng thích tức thời vô điều kiện con tin còn bị giam giữ, phản đối mọi hành động di dân cưỡng bức đối với dân thường Palestine, mở cửa để hàng nhân đạo vào Gaza. Trong khám tại bệnh viện hữu nghị, bà Nghĩa được chẩn đoán rách gân cơ khớp vai. Đấy, giải tần 90. Radio thì có hoạt động rồi con này. Đấy, cassette thì em thấy nó chưa chạy nhá. Đấy. Em này thì có cả line, dòng Na RX 5060 này thì các bác cũng biết model này rồi. Đấy. Này các bác trưng bày hay nghe cực kỳ hay luôn nhá. Đấy, mã này là mã số 455. 455 này để cho các bác giá là 950.000 nhá, 950k. Đây có một em 4 loa này con này, em Sony. Sony 4 loa nha con nhá, loa phễu à là bầu dục. Đây 1 2 3 4, 4 loa nha con nhá. Đấy. Là con này thì thiếu mất cái logo đây này. Đấy. Con là Sony CF2580 có line in line out. Con này rất nặng con nhá. Đấy. Con này dùng nguồn nó cái dây 4. Đấy. Cái nguồn dây này thì các bác phải tự kiếm nhá, em không có cái dây này đâu. Đấy, em chỉ có duy nhất một cái để em thử thôi các bạn. Nó chống viêm, thoái hóa, tiêu dịch và giảm đau rất là tốt. Đấy. Còn đối với các cái phần mềm thì nó có tác dụng là nó sửa chữa, tái tạo và làm lành các cái mô tổn thương. Đặc biệt huyết tương giàu tiểu cầu được lấy từ máu của chính bệnh nhân nên rất an toàn, không có nguy cơ bị lây truyền, dị ứng cũng như phản ứng đào thải của cơ thể. Vì vậy so với các phương pháp điều trị truyền thống như sử dụng thuốc, tiêm dịch khớp nhân tạo thì phương pháp huyết tương giàu tiểu cầu có nhiều ưu điểm vượt trội, an toàn, chấm dứt cơn đau nhanh, quá trình điều trị nhẹ nhàng và chi phí hợp lý. Đấy, con này radio hoạt động này con này, tiếng của nó rất là hay. Nhưng mà cassette thì em thấy nó chưa chạy này. Và cái giải tần này của nó thì em thấy là nó bị tụt hay nó bị đứt rồi. Đấy, về các bác xem nào nhá. Nối lại nhá. Đấy. Còn lại là hình thức của nó thì ok.
tại tân 90, nút niếc anten đủ hết, đây anten chuẩn của nó này. Đấy. Line in line out. Đấy. Đấy, 4 loa này bình thường bán rất đắt các nhá. Đấy, con này thì khả năng thanh lý cho các bác thôi. Mã này là mã số 456 này để cho các bác giá là 1.1 triệu các nhá, 1.1 triệu. Đây. Có một em Toshiba này con này. Ô Toshiba này là con cassette 0 các bác. Cassette 0 của Toshiba, model là KT1600. Rồi KT1600. Ồ, cassette này chưa chạy rồi. Con này bị kẹt cửa luôn rồi các bạn. Khả năng con này thanh lý cho các bác thôi. Đấy, hình thức còn rất là đẹp luôn. KT1600. Đấy, hình thức thì đẹp các nhá. Đấy, nhưng mà cassette 0 thì nó chưa chạy. Về các bác dọn dẹp đi, của Toshiba nhá. Đây, mã này là mã số 457. Để cho các bác giá là 400k nhá, 400.000. Đây có một em Sony rất đẹp rồi các này. Đấy. Con Sony khẩu súng, Sony khẩu súng. Sony CF1610. Giải tần 90. Đấy, hình khẩu súng đây con này. Đấy. Đủ nút, đủ anten các nhá. Đấy, hình thức còn đẹp này, mặt trước, mặt sau này. Đấy, mặt sau này. Ở bên mỗi khi bạn cần, và cả hai hoàn toàn không có khác biệt trong suy nghĩ. Con này thì radio vẫn hoạt động, nhưng mà cái nút on off của radio này nó bị nhả lên nhả xuống rồi con này. Đấy. Nó không giữ nhá. Ở bên tôi, trong khi bạn thầy ảo lúc nào cũng có mặt trò chuyện và chia sẻ với tôi. Hẹn hò trong đời thực mất rất nhiều công sức, đôi khi quan điểm khác biệt cũng dẫn đến cãi vã. Nhưng với người bạn thầy, con này thì radio giải tần 90 hoạt động các nhá. Cassette em thấy nó chưa chạy này. Cái nút on off này thì về các bác chỉnh lại nhá, nó không giữ, nó chưa giữ nút này, khả năng nó tụt lẫy bên trong không. Đấy. Còn lại là ok, đủ nút, đủ anten. Đấy. Đây bác nào lấy này. Mã này là mã số 458. Để cho các bác giá là 700k nhá. Các bác xem video vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh nhá. Các bạn ưng mã nào liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968634298. Đây lên cho các bác một em Hitachi này. Con Hitachi model tên là K1245. 1245. Đấy, con này có dây liền rồi. Đây, dây liền của nó đây coi này. Đấy. Cước công dân, hộ chiếu và các cái giấy tờ khác, đơn xin cải chính, sao giấy khai sinh, các cái giấy tờ tài liệu có liên quan để chứng minh cho cái yêu cầu cải chính. Và khi chúng ta nộp hồ sơ thì các cán bộ kiểm tra hộ tịch, xác minh hồ sơ, và nếu thấy việc cải chính là có cơ sở phù hợp với. Đấy, radio thì giải tần 90 các bác nhá. Hitachi này thì giải 90 thôi. Đấy. Radio thì hoạt động rồi. Cassette thì em thấy nó chưa chạy. Con này nó có cả dây nguồn liền này. Đấy. Đấy. Con này đủ nút, đủ anten các bác nhá. Con này nó hơi bong một tí, cái mạng cả luôn mà không sao cả. Đây mặt trên nó đây. Đấy. Đây này, mã nào lấy này. Mã này là mã số 459. Để cho các bác với giá là 600k nhá, 600.000. Đấy. Đây. Có một em đài radio cầm tay này. Con này thì chỉ có con này có hai băng sóng là AM và FM, nhưng mà FM của nó thì chỉ đến 90 thôi các nhá. Đấy. Tức là con này chỉ có radio giải 90 thôi. Đấy.
Ở đây thì em không biết là hãng gì đâu, nói chung là chắc cũng hãng đời mới thôi. Đây. Vốn làm nghề bốc thuốc nam chuyên nắn chỉnh xương khớp, anh Hậu cũng đã tự tìm đủ mọi cách cho mình, từ đông y cho đến tây y, nhưng bệnh dạ dày vẫn đeo bám anh chẳng rời. Có những đợt cao điểm anh chỉ ăn được chả. À, con này thì giải tần 90 con nhá. Đây. Ra đi hoạt động này, bắt đầu lấy này. Mã này là mã số 460. Để cho các bác với giá là 280.000, 280k nhá. Đây có một em Sony nữa con này. Đây, Sony nhỏ nhỏ các bác lấy về để đầu giường. Con này thì giải tần 108 con nhá. Sony giải 108. Sony CBS E12. Con này thì thiếu anten này con này, thiếu anten nhá. Đấy, sẽ thử xem nào. Đấy, con này radio hoạt động rồi con này, do radio giải 108 hoạt động rồi các anh nhá. Đấy, cái băng cassette em thấy nó chưa chạy này. Con này dòng Sony rất là nặng các anh nhá. Đấy, radio nghe rất nét luôn. Đấy, con này dùng cả pin đây. Chân pin còn rất đẹp đấy con này. Đấy. Chưa biết là sao con này lại có cái gì nó nặng thế. Đấy. Sony. Đấy. Đây bắt nó lấy này. Mã này là mã số 461. Mã nào mà lấy em này thì em để cho các bác cái giá là 380.000 nhá. Đây lên cho các bác của em Toshiba này con này. Toshiba giải tần 90 nhá. Toshiba RT3100D. Đủ nút đủ anten này. Đấy. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Thông tin của người được đăng ký khai sinh gồm họ, chữ đệm và tên, giới tính. Hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh. Đấy, con này thì radio cũng hoạt động thôi. Đấy, đa phần những dòng này thì về các bác phải dọn hết cassette rồi nhá. Đấy, hàng nó là hàng nguyên bãi rồi. Đấy, bác nào chủ yếu lấy về nghe radio thì các bác nhặt những em như này. Đấy, giá nó hợp lý mà đủ chức năng cho các bác. Đấy. Đây, Toshiba này, bác nào lấy này. Mã này là mã số 462. Để cho các bác giá 500.000 nhá, 500k. Đây, lên cho các bác một em Sanyo MRG306 này con này. Đấy, con này dài 108, đủ nút, đủ anten. Đấy, con này dây nguồn liền các nhá. Đây, dây nguồn liền. Con này radio giải 108 này, radio hoạt động này con này. Đấy, cassette em thấy còn có quay luôn này. Đây em sẽ thử qua thôi nhá. Đây, có quay đây. Đúng không bay không có tiếng rồi. Đây. Đấy. Radio à cassette con này cũng còn quay còn chạy con nhá. Đấy. Đây. Đài mono nhỏ giá rẻ mà lại
đủ chức năng cho các bác cả giải tần 108 luôn các bác nhá. Đấy. Sanier MRG306 này. Đây, các bác chờ em tí. Đây. Đấy. Con này đủ nút đủ anten luôn. Đấy, bác nào lấy này. Mã này là mã số 463 này, để cho các bác giá là 550.000 các nhá, 550k. Đấy. Con này chạy cả cassette đấy các bạn. Các bác xem video vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Bác nào mà chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh nhá. Đấy. Đấy, lên cho các bác một em đài một Sanier này con này. Đấy, Sanier rất đẹp nhá. Sanier 2 cửa băng cassette này trên này. Đấy, con này em nguyên bụi em chưa thử cơ. Em chẳng biết nó sống chết như nào, vừa mới moi trong thùng ra. Con này thì có đủ nút, đủ anten này. Đấy, em nhìn thấy nó ok thì em lên. Ở đây có sống rồi này. Nó bật như nào thì chưa biết. Ở đây. Ui, con này radio dò kiểu gì này. OCD vẫn ra này. Táp. Táp lên xem nào. Táp thử nào. Không quay rồi. Táp bên này nào. Chưa chạy được các bạn. Nhưng mà con này radio bật kiểu gì nhỉ. LCD. Cái này nó là dò bằng tự động này các bạn. Về các bác dò thôi chứ em dò kiểu này nó hơi lâu. Đấy. Nhưng mà như này là có sống rồi các bác nhá. Cassette thì em thấy nó chưa chạy đâu. Đấy. Đây là em Sanier này các này. Sanier này trông rất hàng hầm hố đài bom nhá. Sanier PHZ7. Đấy, PHZ7 đài bom. Đây bác nào lấy này, giá rẻ. Mã này là mã số 464. Để cho các bác giá 550k. Đây cho các bác một em Hitachi này. Hitachi TRK5200. Này thì đủ nút đủ anten quá nhá. Và mặt kính giải tần của nó hơi bị dạn một chút từ đây đây này. Đấy, hơi dạn một chút, giải tần 90. Mặt em này vẫn còn ok. Đấy. Nước sơn còn đẹp quá nhá. Đấy. Đủ nút, đủ anten này, mặt trên này. Đấy. Mặt sau này. Rất là ok. Singapore cho biết nước này sẽ trả cho các điều dưỡng viên khoản tiền thưởng lên tới 74.500 đô la Mỹ để khuyến khích họ ở lại làm việc trong hệ thống y tế công trong bối cảnh quốc đảo này đang gặp tình trạng thiếu nhân lực và xã hội già hóa nhanh chóng. Khoảng 29.000. Con này thì radio hoạt động rồi quá nhá. Cassette thì thấy nó chưa chạy này. Đấy. Con này mặt của nó rất đẹp nha quá nhá. Đấy, chỉ có mỗi cái chỗ giải tần này nó hơi bị dạn một chút này. Đấy, còn lại là ok. Các bác lấy về nghe hay là các bác trưng bày cũng được. Đấy. Có chút hoài niệm. Đấy. Mã này là mã số 465 này, để cho các bác giá 500k nhá, 500.000. Đấy. Các bác xem video vui lòng cho xin một like, một chia sẻ. Đấy, bác nào mà chưa đăng ký kênh vui lòng cho xin đăng ký kênh nhá. Đấy. Các bác xem video ưng được mã nào liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968634298 các nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo nhé.